sáng cọc, chiều chốt hàng chuyển hàng là có thật các bác nhá. Em xin uh, giới thiệu các bác 6 bộ quách tiểu. À 6 cái quách các bác nhá, cho khách hàng ở Vĩnh Phúc các bạn. Hoa sen. Khách hàng đã theo dõi gốm Hoàng Phát uh, từ rất lâu rồi thì hôm nay có đến và chốt 6 cái bộ quách này để chuyển mộ cho người thân trong gia đình các bác nhá. 6 bộ quách hoa sen này bên em chuyển đi chiều khách hàng sẽ tới và tự vận chuyển về Vĩnh Phúc các bác nhá. Bên em À, bán thì rất nhiều rồi, khách hàng cũng đã xem video của bên em rất lâu. À, khách có chia sẻ là chọn lựa bên Gốm Hoàng Phát để chọn những cái sản phẩm tốt nhất cho người thân trong gia đình nhà mình, nhất là những cái sản phẩm ngôi nhà vĩnh hằng như thế này. Khách xem video lâu nay à, cũng à, tìm hiểu các xưởng, các sản phẩm nhưng cuối cùng cũng đã chọn Gốm Hoàng Phát để đặt niềm tin. Thì em rất mong, rất cảm ơn khách hàng và rất mong các bác xem video à, có một lần tiện qua Gốm Hoàng Phát xem những sản phẩm À, gốm sứ à, tâm linh quách tiểu bộ đồ thờ lục bình em xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác video sau xin chào tìm quách tiểu tìm gốm hoàng phát